Xin chào các bạn, mình là Huy Cường. Chào mừng các bạn đến với podcast Tài chính cá nhân MoneyTree. Trong hơn 10 năm đầu tư có nhiều điều thú vị mình học được nhờ sách vở. Nhưng đầu tư thì mình thấy phải đi qua nhiều thăng trầm, được mất, mình mới thật sự thấm thía và hiểu được sâu hơn một chút. Mình luôn muốn được sống, được trải nghiệm, được đầu tư, để rồi có chút kinh nghiệm mình chia sẻ nó đến mọi người. Mong được các bạn ủng hộ. Năm 2020, dịch Covid bùng phát, các biện pháp giãn cách, phong tỏa thực hiện nghiêm ngặt. Số lượng các ca nhiễm Covid ngày càng tăng cao, kinh doanh thì khó khăn. Cùng lúc đó, chỉ số chứng khoán giảm sâu, nên kênh đầu tư chứng khoán trở nên được nhiều người, nhà nhà quan tâm. Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng liên tục trong 2 năm gần đây. Và bạn có biết, 6,3 triệu tài khoản là số tài khoản mà nhà đầu tư cá nhân Việt Nam tính đến tháng 7 năm 2022, tương đương với 6,4% dân số Việt Nam. Nhưng mà con số này rất là nhỏ so với lại những nước khác ở trên thế giới. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TSE ở Đài Loan thì họ có hẳn 11,2 triệu tài khoản giao dịch cơ, gần 50% dân số Đài Loan đang đầu tư cổ phiếu, một con số kỷ lục. Tại các nhà hàng, quán cà phê và thậm chí là trong thang máy, giá cổ phiếu thường là chủ đề trong các cuộc thảo luận. Nên mình thấy thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất là nhiều cơ hội và biết cách để mở tài khoản chứng khoán là điều bắt buộc và là bước đầu để bạn tham gia vào quãng chặng hành trình đầu tư chứng khoán. Thế nhưng, mình nên mở tài khoản chứng khoán ở đâu? Làm sao để mình mở tài khoản chứng khoán? Và mở tài khoản chứng khoán xong thì phải làm gì tiếp theo? Thì podcast này sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn về cách mở tài khoản, cũng như các bước cụ thể để bạn mở được tài khoản chứng khoán đầu tiên cho riêng mình. Việc đầu tiên ấy, thì câu hỏi, vậy thì tài khoản chứng khoán là gì vậy? Thì mình có thể giải thích cách đơn giản là tài khoản chứng khoán hay tài khoản môi giới là tài khoản đầu tư được sử dụng để mua và bán các loại chứng khoán như là cổ phiếu, trái phiếu, các loại chứng chỉ quỹ, chứng quyền. Nhà đầu tư có thể chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán của mình từ tài khoản ngân hàng liên kết hoặc ngược lại rút tiền từ tài khoản chứng khoán để chuyển lại vào tài khoản ngân hàng. Câu hỏi số 2 nhiều bạn thường hỏi là anh ơi, vậy thì em nên mở tài khoản chứng khoán ở đâu? Thì ở tại thị trường Việt Nam ý, thì bạn có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại hai nơi, bao gồm là các công ty môi giới chứng khoán. Và cách thứ hai rất là phổ biến trong vài năm trở đây là nhờ các ứng dụng đầu tư tài chính. Số 1, các công ty môi giới chứng khoán. Bạn có thể chọn mở cho mình tài khoản chứng khoán tại các công ty môi giới chứng khoán. Ví dụ như là SSI, BSC, HSC, công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hay VN Direct. Ngoài ra, đa số các ngân hàng đều có các công ty chứng khoán uy tín của riêng mình như VPS của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, MBS của Ngân hàng Quân đội hay ACBS của Ngân hàng Á Châu. Cách thứ hai, bạn có thể tận dụng các ứng dụng đầu tư tài chính. Bên cạnh việc mở tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán truyền thống, thì hiện nay có rất nhiều ứng dụng về tài chính cho phép người dùng giao dịch chứng khoán với những tính năng mới và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Mình có thể kể ra như là FinHay, Infinia hay là Anfin. Việc cho phép bắt đầu đầu tư ngay một cổ phiếu mua bán lô lẻ là những cái trải nghiệm khác biệt mà các ứng dụng này có thể mang lại cho người dùng so với các công ty môi giới chứng khoán truyền thống. Nói cách khác, với các ứng dụng này, chỉ cần số vốn nhỏ, 1 triệu đến 2 triệu, thậm chí là nhỏ hơn rất nhiều, thì bạn có thể bắt đầu đầu tư chứng khoán rồi. Và câu hỏi tiếp theo các bạn thường gặp là anh ơi, vậy thì là em nên chọn là công ty môi giới chứng khoán hay ứng dụng đầu tư tài chính? Thì tùy thuộc vào số vốn đầu tư, kinh nghiệm cũng như nhu cầu đầu tư mà bạn có thể chọn mở tài khoản chứng khoán tại các công ty môi giới hay ứng dụng giao dịch khác nhau. Nhìn chung ý, nếu bạn là người mới và muốn chơi để thử sức cũng như là cảm nhận khẩu vị đầu tư của mình, thì mình khuyên bạn có thể chọn mở tài khoản tại một ứng dụng đầu tư tài chính. Còn nếu bạn muốn đầu tư lâu dài cũng như sử dụng nhiều tính năng hơn về lệnh, rồi có thể là tận dụng những cái bạn broker, những cái khuyến nghị chuyên sâu hơn, thì mình có thể cân nhắc mở tài khoản chứng khoán tại các công ty môi giới chứng khoán. Cá nhân mình thì mình khá là thích Rồng Việt và SSI. Thì lý do thì mình xin để ở phần sau nghe. Các bạn cứ kiên nhẫn nghe tiếp. Câu hỏi tiếp theo các bạn thường gặp đó là tiêu chí để chọn nơi mở tài khoản chứng khoán. Thì để chọn được một nơi mở tài khoản chứng khoán phù hợp nhất với bản thân mình ý, thì theo cá nhân của mình có một số tiêu chí bạn có thể xem xét trước khi ra quyết định. Số 1 đó là dịch vụ họ cung cấp. Thứ 2, các loại chi phí. Thứ 3, chất lượng tư vấn. Thứ 4, cái này rất là quan trọng nghe, ít ai để ý, đó là giao diện thao tác. Và thứ 5 là vị trí địa lý. Sau đây mình xin giải thích từng cái phần mà mình vừa mới chỉ ra như trên. Đầu tiên ý, là dịch vụ cung cấp. Bạn có thể lựa chọn giữa việc mở tài khoản chứng khoán ở các công ty chứng khoán truyền thống hoặc các ứng dụng đều được cả. Thì bên cạnh đó, các công ty chứng khoán cho phép bạn liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của bạn. Việc này sẽ tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bạn trong quá trình nạp và rút tiền khi giao dịch chứng khoán. Cái thứ hai đó là các loại phí.
Đây là cái phần rất rất là quan trọng nhưng nhiều nhà đầu tư mới bỏ qua. Thì để quyết định nên mở tài khoản chứng khoán ý, thì bạn không nên bỏ qua các loại chi phí cần phải trả. Với nhà đầu tư mới như hầu hết chúng ta thì có hai loại phí quan trọng mà bạn cần lưu tâm. Thứ nhất đó là phí giao dịch và cái thứ hai là phí vay ký quỹ hay còn gọi là phí vay margin. Thì đây là hai khoản phí lớn nhất khi bạn bắt đầu đầu tư, đặc biệt khi ở giá trị giao dịch của bạn có giá trị ngày càng lớn và tần suất giao dịch của bạn cao. Hiện nay thì phí giao dịch rơi vào khoảng 0.1 đến 0.35% cho một lần giao dịch, và khi vay ký quỹ thì hiện tại trung bình rơi vào khoảng 9-14%. Ngoài ra, các loại chi phí khác mà nhà đầu tư cần quan tâm, ví dụ như là phí lưu ký, phí chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản nọ, phí chuyển tiền sang các tài khoản chứng khoán khác nhau. Cái thứ ba đó là chất lượng tư vấn. Có hai loại tư vấn mà nhà đầu tư mới cần quan tâm khi chọn nơi mở tài khoản chứng khoán, đó là tư vấn dịch vụ và tư vấn chuyên môn. Tư vấn dịch vụ chính là những cái dịch vụ mà chăm sóc khách hàng để đảm bảo là bạn có trải nghiệm tốt nhất khi giao dịch bằng tài khoản chứng khoán, đặc biệt là việc xảy ra khi mà có sự cố. Tư vấn chuyên môn chính là những cái nhận định, những thông tin, phân tích ngành, phân tích doanh nghiệp, phân tích thị trường, những cái khuyến nghị đầu tư mà những chuyên gia phân tích chứng khoán của doanh nghiệp đó thể cung cấp. Điều này đặc biệt giúp cho những nhà đầu tư F0 mới vào thị trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, có thể vừa học hỏi vừa hạn chế rủi ro khi đầu tư. So với việc nghe theo những thông tin phím hàng từ nhiều nguồn khác nhau, từ các room, Zalo, Telegram, thì chắc chắn các đánh giá các công ty phân tích chuyên nghiệp có chứng chỉ vẫn đáng tin hơn nhiều, phải không? Thứ tư là về giao diện thao tác. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình ý, trong suốt hơn 10 năm mình sử dụng các app để giao dịch chứng khoán, thì bạn nên ưu tiên chọn doanh nghiệp có quy trình mua bán cổ phiếu chứng chỉ quỹ mà bạn cảm thấy là cái app đó dễ hiểu, dễ sử dụng, nhìn vô hiểu liền. Nói thiệt nghe, có một vài ứng dụng mà mình xài mà mình tự hỏi là ô, tại sao người thiết kế có thể thiết kế ra cái ứng dụng ngu ngốc thế này. Chắc là bạn không hề muốn là sử dụng một cái ứng dụng để đặt lệnh, mà lần đầu bạn vào, bạn không thể nào biết là ô, vậy thì mua ở đâu, bán ở đâu, có số dư tài khoản chỗ nào, phải không nào? Cái thứ năm đó là vị trí địa lý. Mặc dù cái việc mà online hóa việc mở tài khoản trực tuyến hầu như đã loại bỏ yếu tố này và đây chỉ là nhân tố thứ yếu, nhưng các nhà đầu tư cần suy xét là vị trí địa lý của công ty nơi bạn mở tài khoản chứng khoán, phòng cho những cái trường hợp phát sinh mình cần phải giải quyết trực tiếp tại văn phòng doanh nghiệp. Nên chọn công ty chứng khoán mà có trụ sở hoặc có chi nhánh ở gần nhà bạn, hoặc là có đặt trụ sở tại cái thành phố, tại cái tỉnh, tại cái nơi mà bạn đang sinh sống. Thứ tư, rồi nói mãi rồi, bây giờ mình mới hướng dẫn cả nhà cách mở tài khoản chứng khoán này. Thì sẽ có hai hình thức để mở tài khoản chứng khoán, đó là trực tiếp và online. Tùy thuộc vào mức độ tiện lợi mà mỗi cá nhân sẽ nên chọn cái phương thức mở tài khoản chứng khoán phù hợp với mình. Đầu tiên nghe là cách mở tài khoản chứng khoán trực tiếp. Thì để mở tài khoản chứng khoán trực tiếp ý, nhà đầu tư chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ, thường là chỉ cần là chứng minh nhân dân và gần đây là căn cước công dân, đến trực tiếp văn phòng các công ty chứng khoán. Thì thế là mình đã bắt đầu được, mình có thể mở tài khoản được rồi. Với cái việc phát triển không ngừng của cái công nghệ hiện nay thì nhà đầu tư có thể mở cho mình một tài khoản chứng khoán ngay tại nhà, chỉ cần là bằng cách là mình sử dụng smartphone và rất là tiện lợi. Mình có thể là mở tài khoản chứng khoán thông qua ứng dụng được cung cấp bởi các công ty chứng khoán và ứng dụng đầu tư. Mỗi ứng dụng sẽ có cái hướng dẫn cụ thể cách mở tài khoản chứng khoán riêng. Nhìn chung là cách mở tài khoản chứng khoán online sẽ có các bước sau đây. Bước 1, tải ứng dụng. Bước 2, mình chuẩn bị căn cước công dân. Bước 3, có cái form để mình điền tất cả thông tin cá nhân mình vào. Và bước cuối cùng là xác nhận đăng ký tài khoản. Thế thôi, dễ mà, phải không? Vậy, đến lúc này, nhiều bạn sẽ tò mò là anh ơi, em mở tài khoản chứng khoán thành công rồi, thì em cần phải làm gì tiếp theo đây? Thì sau khi mình đăng ký tài khoản thành công rồi ý, thì hầu hết các nhà đầu tư chúng ta sẽ nhận được email hoặc tin nhắn từ công ty chứng khoán chứa đựng đầy đủ thông tin tài khoản của chúng ta, thông tin đăng nhập hệ thống này. Và sau đó thì mình nên nhớ 3 bước theo sau là mình cần phải làm. Bước đầu tiên, đừng quên là đổi mật khẩu. Mình đăng nhập lần đầu và nên đổi mật khẩu để đảm bảo bảo mật tài khoản cho an toàn. Cái thứ hai là mình có thể vào cái mục là cài đặt bổ sung ý, để mình cài đặt lại những cái tiện ích bổ sung như là khóa vân tay, thông báo biến động giao dịch, để tiện lợi cho mình tra cứu sau này. À, cuối cùng thôi, chờ gì nữa đâu, nộp tiền vào tài khoản và rồi bắt đầu chặng hành trình đầu tư của chính bạn. Và cuối cùng, thay cho lời kết, bạn đã cùng mình tìm hiểu cách thức để mở tài khoản chứng khoán cũng như các đơn vị uy tín mà bạn có thể mở tài khoản chứng khoán. MoneyTree hy vọng là thông qua podcast này, các nhà đầu tư mới đã có thêm được những thông tin có giá trị về cách mở tài khoản chứng khoán cũng như là lựa chọn được nơi giao dịch chứng khoán của mình. Chúc các bạn đầu tư may mắn và thành công. Ngoài ra, nếu bạn đang nghiêm túc tìm hiểu một khóa học đầu tư chứng khoán chất lượng thì đừng có bỏ qua khóa học đầu tư chứng khoán The Intelligent Investor của MoneyTree nghe.
Link mình để dưới description. Cảm ơn các bạn đã nghe cho tới giờ phút này.